Hơn 20 năm qua, công tác di rời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh đã không đạt được như kỳ vọng. Thậm chí giai đoạn 2021-2025 chỉ còn hơn một năm nữa thôi, nhưng có thể nói là việc đạt mục tiêu đề ra là bất khả thi. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu cao, nhưng thực tế công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù nghị quyết số 98 cho phép thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó mở ra nhiều cơ hội để thành phố huy động nguồn lực đầu tư dự án giải tỏa di rời nhà trên và ven kênh rạch. Tuy nhiên đến nay, công tác này gần như là chỉ nhích từng chút một mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, ở phía sau lưng tôi có thể nói là một hình ảnh đặc trưng của quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đó là những căn nhà mọc ven kênh rạch. Và những căn nhà này với một hình dáng cũng như là kết cấu rất là kỳ lạ, lụp sụp, một nửa thì ở trên bờ, một nửa thì ở dưới mặt nước, và nó đã tồn tại ở đô thị triệu dân này, ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua. Đã có hơn 50 năm sống tại vùng đất ven kênh đôi, bà Lan đã chứng kiến sự đổi thay của nơi này qua từng giai đoạn lịch sử. Từ một vùng đất hoang sơ, lác đác vài căn nhà bên mảnh đất bồi phù sa, đến sự chi chít nhà chen chúc nhau cộng cư giữa đô thị hiện đại hôm nay. Cái lâu lâu đó, nó giải tỏa, nghe hoài cái lơ lửng con người ta rồi người ta cũng không có muốn làm. Chỉ có cái chỗ này ở thôi mà bây giờ ví dụ là nó giải tỏa đi luôn, bây giờ là không biết đi hướng nào nữa, tới đâu hay tới đó thôi. Trong khi đó, kế hoạch di dời giải tỏa chỉnh trang đô thị vẫn năm này qua tháng nọ chưa thể triển khai. Và tất nhiên, gia đình bà Lan với 15 thành viên vẫn sống trong một căn nhà chật chội như thế này, không được cải tạo hay xây dựng mới bất kỳ thứ gì. Nguyện vọng của dân ở đây sống quá, mà khi mà giải tỏa đó là phải đền bù thỏa đáng, cái thứ nhất, cái thứ hai phải có tái định cư cho dân ở. Thực tế, hầu hết nhà đất ở đây chủ yếu là viết giấy tay, chưa được cấp sổ. Người dân muốn sửa chữa hay xây dựng gì cũng không dễ vì thiếu giấy tờ chủ quyền chính thức. Quận 8 có gần 10.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, trong đó tập trung nhiều ở khu vực kênh đôi. Dự án bờ bắc kênh đôi quận 8 thì theo chủ trương được phê duyệt thì chi phí bồi thường khoảng 3.500 tỷ. Tuy nhiên sau khi rà soát và áp dụng các cái quy định mới theo luật đất đai 2024, thì chi phí bồi thường tăng lên khoảng 6.000 tỷ, thì cái đó cũng là cái khó khăn. Chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 là di dời 20.000 căn, giai đoạn 2021-2025 di dời 6.500 căn là con số thể hiện sự kỳ vọng lớn nhưng gặp không ít những thách thức cần giải quyết. Có như vậy, hàng ngàn hộ dân không phải sống trong cảnh treo lơ lửng và bộ mặt đô thị mới không phải lấm lem xô lệch như thực trạng hiện nay. Trong các chương trình thời sự trước, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh về việc phá dỡ nhà cửa trên đất nông nghiệp tại xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Người dân cho rằng việc phá dỡ không đúng quy trình nên tiến hành gửi đơn tố cáo, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền. Tới nay thì vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngay sau khi xảy ra việc phá dỡ nhà do Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn tiến hành, ông Trường liên tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng làm rõ về việc phá dỡ nhà nhưng không có quyết định hành chính là phá tài sản của gia đình ông. Tới nay, sau 6 tháng, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tôi đi tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn đến cho người đến đập phá cái tài sản của tôi mà cũng không có văn bản giấy tờ, mà không có một cái gì cả. Từ cái tháng 12 năm ngoái cho đến tận bây giờ mà trong cái đó là cái ủy bên thanh tra huyện với bên công an huyện cũng chưa giải quyết cho tôi. Thế bây giờ tôi chỉ mong là được giải quyết cho tôi đúng sai thứ việc như thế nào để tôi còn yên tâm công tác. Trong khi đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn khẳng định tại thời điểm phá dỡ, công trình vi phạm đang được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ông cũng khẳng định đây không phải là vụ việc cưỡng chế, do đó không có biên bản vi phạm và thông báo về việc phá dỡ. Việc phá dỡ là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt quả tang vi phạm. Cái này là vi phạm quả tang trực tiếp tại hiện trường, nó không còn phải là cái chuồng gà ọp ẹp ngày xưa và vài cái tấm tôn che nữa đâu, mà nó đã trở thành lán xưởng. Chúng tôi không phải là xử lý cưỡng chế, mà đây là bằng các cái biện pháp giải pháp nhằm ngăn chặn cái vi phạm tiếp tục có những cái phát sinh lớn. Thanh tra huyện Thạch Thất cho biết đơn vị này đã tiến hành thụ lý vụ việc và có các văn bản thông báo tới công dân và làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ việc nên đã liên tục gia hạn thêm thời gian xác minh để có những kết luận chính xác nhất. Hiện nay thì cơ quan thanh tra huyện cũng đã cơ bản hoàn thiện các cái thủ tục xác minh nội dung đơn của công dân. Tuy nhiên vì vụ việc có tính chất phức tạp
lãnh đạo huyện cũng có chỉ đạo là cơ quan thanh tra huyện cùng với các cơ quan đơn vị chúng ta tiếp tục kiểm tra xác minh cho thật rõ các cái nội dung để tham mưu cho huyện cái kết luận tố cáo để đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật. Thực tế, việc xử lý những vi phạm về lĩnh vực xây dựng, đất đai là cần thiết. Tuy nhiên, quy trình xử lý cũng cần phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh những khiếu nại, tố cáo kéo dài. Thưa quý vị, di sản đô thị nói chung và những công trình công nghiệp có giá trị di sản nói riêng luôn mang ý nghĩa nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, khoa học và hàm chứa nhiều tầng nghĩa như tính biểu tượng gắn với các sự kiện bước ngoặt trong quá trình phát triển nền công nghiệp. Đặc biệt ở đó còn lưu động ký ức về khát vọng và lý tưởng khi có những doanh nhân đã dày công gây dựng cơ nghiệp cả đời người nhưng lại sẵn sàng trao cho cơ quan nhà nước sử dụng vào việc công. Và câu chuyện về nhà máy sơn Resistanco tại thành phố Hải Phòng chính là một đơn cử về những điều tiếc nuối trong quá trình bảo tồn di sản công nghiệp ở nước ta. Trong những công trình công nghiệp tại Việt Nam được kiến tạo ở giai đoạn mới manh nha hình thành nền công nghiệp, nhà máy sơn Resistanco không chỉ là niềm tự hào của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà, mà còn là niềm tự hào của nền kỹ nghệ Việt Nam đầu thế kỷ 20. Một thanh niên mang danh là người dân thuộc địa đã sớm bộc lộ tư duy đột phá khi dám cạnh tranh với các nhà kỹ nghệ của Pháp lúc bấy giờ để sản xuất và phát triển các loại sơn bằng nguyên liệu sẵn có trong nước như dầu trầu. Thương hiệu Resistanco từng vang danh khắp Đông Dương và vang sang cả châu Âu, khiến cho người Pháp cũng phải thừa nhận và nể trọng. Mà ngay từ năm 56, tức là trước cái cuộc công thừa doanh ấy, thì bác Đỗ Mười lúc bây giờ là bí thư thành ủy Hải Phòng có nói là thôi cụ chưa dùng đến thì để anh em ta sử dụng. Thế thì cụ đồng ý, thế là cứ thế là giao thôi. Đối với cụ thì cả một cái tài sản lớn như thế nó nhẹ như lông hồng. Bởi vì là cái ước vong của cụ chỉ là muốn kiến thiết thành phố, kiến thiết đất nước. Cũng như một số công trình công nghiệp có giá trị di sản khác, nhà máy sơn Resistanco hiện chưa được xếp hạng trong danh mục bảo tồn. Những gì còn sót lại hôm nay thực sự chưa tương xứng với khát vọng kiến quốc của một doanh nhân yêu nước, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp chung. Mặc dù diện tích hơn 7.000 m2 đất trên đường Lạch Chay hiện là một tài sản lớn, nhưng đại diện gia đình cho biết họ không nghĩ quá nhiều về giá trị vật chất, mà chỉ nặng lòng tiếc nuối những giá trị tinh thần. Bởi đó là niềm tự hào mà không phải địa phương nào cũng dễ dàng có được. Cần có những cái lưu niệm giữ lại được thì cái đấy là vô cùng quý. Bởi vì dù sao đấy cũng là cái thành công của một nhà kỹ nghệ, cụ là người trực tiếp làm kỹ thuật mà là cái rất quý, tức là của mình tự học, tự nghiên cứu mà lại có những cái kỹ thuật hay những cái cải tiến phát minh ấy, nó ở cái tầm cao. Tôi cũng rất mong là chọn lọc để giữ lại một hai dãy nhà xưởng còn tiêu biểu và chúng ta có thể phục dựng lại những cái hình ảnh của nhà máy sản xuất kết hợp có thể là nó một cái dấu ấn độc đáo để mọi người có thể dễ dàng tiếp xúc và có một cái ấn tượng tốt đẹp nhất về những công trình đó. Resistanco không đơn thuần là một nhà máy sản xuất sơn. Nếu đã lỡ để mai một phần nào, thiết nghĩ chúng ta cần kịp thời bảo vệ những gì còn sót lại. Bởi tiếp tục lãng quên những công trình công nghiệp có giá trị di sản, tức là ta đang đánh mất những giá trị không hề nhỏ về nhiều mặt.